Đừng thờ ơ trước biến đổi khí hậu, nó sẽ khiến bạn mất kết nối Internet trong tương lai gần. Ngày nay, Internet trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc sống con người. Thậm chí nó còn là nhu cầu thiết yếu giống như đồ ăn, thức uống vậy. Chính vì thế, nếu muốn ai đó thực sự quan tâm đến biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, hãy nói với họ rằng kết nối Internet đang bị đe dọa. Không hề hư cấu chút nào nhé. Thậm chí điều này còn được chính các nhà khoa học xác nhận. Một trong những nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại trường đại học Wisconsin, Madison và trường đại học Oregon phát hiện rằng khi mực nước biển dâng cao hàng ngàn km, các quan có nguy cơ bị nhấn chìm dẫn tới hỏng hóc, tê liệt. Và điều này sẽ diễn ra trong tương lai gần, chỉ khoảng 15 năm tới, chứ chẳng xa xôi gì. Đây chỉ là số liệu tính riêng ở Mỹ, chứ chưa xét tới các đường cáp ở những thành phố ven biển ở các quốc gia khác. Nghiên cứu đánh giá ngang hàng này kết hợp dữ liệu từ Internet Atlas, bản đồ theo dõi những đường cáp Internet và dự báo xâm nhập ở mực nước biển từ cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy rằng hơn 6.400 km cáp quang Internet tại Mỹ có khả năng tiếp xúc với nước biển vào năm 2033. Cáp quang chôn dưới đất chỉ có khả năng chống lại nước hạn chế nên không thể chịu được khi bị nhấn chìm dưới nước, đặc biệt là nước biển. Chính vì thế, khi nước biển dâng, các thành phố ven biển sẽ gặp rắc rối lớn về kết nối Internet. Hiện tại, theo đánh giá của các nghiên cứu, ở Mỹ, mạng của các nhà cung cấp CenturyLink, IntelliQuant và AT&T dễ bị tổn thương nhất. Trong khi đó, các thành phố có nguy cơ mất kết nối Internet cao nhất là New York, Miami và Seattle. Đương nhiên, các thành phố ven biển khác trên thế giới cũng đối mặt với nguy cơ tương tự. Như vậy, chúng ta đã có thêm lý do để quan tâm tới việc bảo vệ môi trường. Hãy cùng nhau quan tâm thêm một chút để giảm thiểu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, để đảm bảo rằng mạng Internet quý giá của chúng ta không bị gián đoạn trong tương lai gần.